bắt đại ca giang hồ toàn cà chua nhận tiền chạy án. Vụ sát hại người tình bằng xe nùa giữ thi thể một đêm trước khi trở đi phi tang. Bão số 6 cơn độ mạnh, quỹ đạo thay đổi liên tục. Israel oanh tạc loạt cơ sở sản xuất và lưu trữ vũ khí của Hezbollah. Theo báo Người lao động cho biết, vào ngày 24 tháng 10, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Gia Lai cho biết đã bắt tạm giam đối với ông Nguyễn Đức Toàn, 48 tuổi, trú phường Ia thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Kết quả điều tra ban đầu xác định tháng 1 năm 2022, ông Nguyễn Đức Toàn tự giới thiệu là người có mối quan hệ với các cơ quan trong tư pháp trên địa bàn tỉnh Gia Lai có khả năng chạy án cho các đối tượng phạm tội được nhẹ tội. Do tin là thật nên ông TVC, chú huyện Đắc Đoa tỉnh Gia Lai đã đưa cho ông Nguyễn Đức Toàn 150 triệu đồng để nhờ chạy án. Tuy nhiên, sau khi nhận tiền, Toàn không chạy án được mà cũng không trả lại tiền. Khi ông TVC đòi tiền thì Toàn không trả mà tìm cách trốn tránh. Do đó, ông TVC đã làm đơn tố giác đến cơ quan công an. Qua quá trình điều tra khám xét nơi ở, cơ quan điều tra đã thu giữ nhiều đồ vật tài liệu có liên quan đến hành vi phạm tội của Toàn. Được biết, toàn đường giới giang hồ hay gọi là toàn cà chua, đây được xem là một đại ca giang hồ trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Bên cạnh đó, toàn còn là thành viên tổ tự quản tại chợ đêm thành phố Pleiku. Theo thông tin cập nhật từ báo Dân Chí, ngày 24 tháng 10, Công an tỉnh Lâm Đồng đã bắt giữ Trần Nguyễn Thu Trang, 39 tuổi, chú thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp, để điều tra về hành vi sát hại người, Nạn nhân trong vụ án được xác định là anh MHV 39 tuổi, chú thành phố Hồ Chí Minh, bị đầu độc bằng chất độc cyanua. Theo thông tin điều tra của công an, do phát sinh mâu thuẫn trong cuộc sống nên Trang tìm mua chất độc cyanua với ý định sát hại anh về. Chiều ngày 20 tháng 10, trong quá trình di chuyển bằng ô tô từ Đồng Tháp về thành phố Hồ Chí Minh, Trang đã sử dụng chất cyanua đầu độc làm anh về tử vong. Người này sau đó đưa thi thể nạn nhân về một nhà trọ tại thành phố Hồ Chí Minh và đến sáng ngày 21 tháng 10, Trang lái ô tô hiệu Honda chở nạn nhân lên Lâm Đồng tìm nơi phi tang. Đến 12 giờ ngày 21 tháng 10, Trang chở thi thể anh V đến quốc lộ 20, đoạn thuộc đèo Bảo Lộc, xã Đại Lào, thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng, sau đó lao xe xuống vực đèo. Vụ việc làm phần vào xe biến dạng, kính chắn gió bị vỡ, bung các túi khí trong xe. Trang bị thương nhẹ, được lực lượng chức năng đưa ra khỏi xe. Thi thể anh V thì được công an đưa về bệnh viện tại thành phố Bảo Lộc. Từ lời khai và các chứng cứ thu thập được, lực lượng công an tỉnh Lâm Đồng đã quyết định bắt giữ Trần Nguyễn Thu Trang. Như dân trí thông tin, lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh Lâm Đồng nhận tin báo về vụ ô tô con rơi xuống vực đèo Bảo Lộc, đoạn thuộc xã Đại Lào, thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng vào chiều ngày 21 tháng 10. Thông tin ban đầu, ô tô con di chuyển trên quốc lộ 20 theo hướng thành phố Hồ Chí Minh đi Đà Lạt Lâm Đồng, đến địa điểm trên thì chuyển hướng lao xuống vực sâu hàng chục mét. Lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường ghi nhận nạn nhân Trần Nguyễn Thu Trang bị thương nhẹ, anh MHV tử vong. Ngày 22 tháng 10, sau khi hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường, lực lượng chức năng cầu ô tô bị tai nạn lên khỏi vực sâu. Theo thông tin cập nhật từ báo Dân Việt vào ngày 24 tháng 10, cơ quan cảnh sát điều tra công an quận Liên Triều, thành phố Đà Nẵng cho biết đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 20 bị can, trong đó bắt tạm giam 15 bị can để tiếp tục điều tra, xử lý hành vi gây rối trật tự công cộng. Các bị can gồm Nguyễn Đình Chiến, Trương Thanh Toàn, Nguyễn Quang Đại, cùng chú quận Liên Triều, Trần Ngọc Phước Sang, Phan Anh Phú, Nguyễn Văn Hậu, cùng chú tại Hóa Vang, Đà Nẵng. Trần Phước Lộc, Nguyễn Hoàng Nam, Dương Thành Long, Phan Tiến Hồng cùng chú Đà Nẵng và Võ Quốc Cương, Trần Xuân Hậu, Phan Duy Quân, Trần Phước Hoàng, Nguyễn Ngọc Trung, Bạch Trương Thành Nhân, Nguyễn Duy Sinh, Lâm Thành Đạt, Lê Anh Kiệt, Nguyễn Thành Phước cùng chú tại Duy Xuyên, Quảng Nam. Trong số các bị can, Phan Tiến Hồng bị Công an quận Thanh Khê Đà Nẵng khởi tố về hành vi trộm cắp tài sản vào cuối năm 2023, đang trong thế gian tại ngoại thì tham gia gây án, còn Trần Phước Hoàng và Nguyễn Ngọc Trung cũng trong thời gian cấm đi khỏi nơi cư trú, chờ Tòa án Nhân dân huyện Duy Xuyên xét xử về tội gây dối trật tự công cộng vẫn tham gia hỗn chiến. Theo điều tra, vào tháng 5 năm 2024, Võ Văn Khiêm, 18 tuổi, chú huyện Duy Xuyên, xem mạng xã hội TikTok của nhóm Hòa Mỹ ở quận Liên Triều thì bình luận trêu chọc, khiêu khích nên xảy ra mâu thuẫn. Khiêm và nhóm Hòa Mỹ hẹn gặp lúc 1 giờ ngày 26 tháng 5 tại đường Nguyễn Sinh Sắc, phường Hòa Minh, quận Liên Triều để giải quyết mâu thuẫn. Sau khi hẹn, Khiêm nhờ Trương Thanh Toàn giúp sức, thì Toàn về xã Duy Thu, huyện Duy Xuyên huy động thêm khoảng 20 người, mang theo dao phóng lợn, đao kiếm tự chế và hai thùng vòi chai bia làm bom xăng ra Đà Nẵng. Cùng lúc này, một nhóm thanh thiếu niên khác khoảng hơn 30 người do Trần Ngọc Phước sang cầm đầu có mâu thuẫn với nhóm của Nguyễn Quang Đại nên sang huy động thêm người đi trả thù. Trong lúc nhóm sang đi tìm nhóm đại thì phát hiện nhóm Khiêm và Toàn từ Duy Xuyên vừa ra đến đường Nam Trần phía trước bến xe trung tâm Đà Nẵng để chuẩn bị đánh nhau với nhóm Hòa Mỹ. Do nhận nhầm nhóm sang là của đại nên nhóm sang đã vác đao kiếm tấn công bị đánh bất ngờ nhóm khiêm toàn bỏ chạy toán loạn riêng nguyễn duy sinh thì chạy không kịp bị nhóm sang đánh trọng thương sang cũng chỉ đạo đồng bọn lấy chiếc xe máy do nhóm khiêm toàn bỏ lại hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ dẫn nguồn tin từ báo Tiền Phong cho hay, vào ngày 15 tháng 10, báo Tiền Phong đăng tải bài viết triệu tập nhóm đối tượng chặn đường tác động tài xế và phụ xe khách tại Nam Định. Phản ánh vào khoảng 13 giờ 15 phút ngày 14 tháng 10, xe khách Mỹ Anh mang biển kiểm sát 18G00060 chạy tuyến giao thủy Nam Định, bến xe Yên Nghĩa, Hà Nội, đang lưu thông đến địa phận thuộc xã Nam Thanh, huyện Nam Trực, thì bất ngờ bị ô tô 4 chỗ, biển kiểm sát 35A03259 chặn đường. Các đối tượng trên xe ô tô con mang theo hung khí cây gỗ và tấn công tài xế phụ xe của nhà xe Mỹ Anh. Sau đó hai người này đã phản kháng lại. Hậu quả ghi nhận ban đầu tài xế Phạm Văn Hưng sinh năm 1993 và phụ xe Lương Minh Yên sinh năm 1983 bị đánh gây thương tích phải nhập viện cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Nam Định. Hiện Công an huyện Nam Trực đang thụ lý giải quyết vụ việc. Liên quan đến vụ việc này, theo camera hành trình ghi lại, trước đó vào ngày 12 tháng 10, xe khách Thanh Phong, biển kiểm sát 18B00369, chạy cùng tuyến giao thủy bến xe Yên Nghĩa đã có dấu hiệu chặn đầu xe Mỹ Anh. Vụ xe Mỹ Anh cho hay trước ngày chúng tôi bị đánh là ngày 12 tháng 10, xe khách Thành Phong đã tạt đầu và chặn xe chúng tôi ở thị trấn Xuân Trường, huyện Xuân Trường. Sau đó họ có hành vi khiêu khích và yêu cầu chúng tôi không được đi giờ đó. Một trong những người đánh chúng tôi vào ngày 14 tháng 10 là chủ xe khách Thanh Phong biển kiểm soát 18G00060. Đối với xe vận tải hành khách tuyến cố định, các phương tiện bắt buộc phải tuân thủ hành trình đã được cơ quan chức năng phê duyệt. Tuy nhiên, theo tìm hiểu của phóng viên, cả hai xe khách này đã di chuyển sai hành trình được cấp phép. Bên cạnh đó, đi sai hành trình cũng được ghi nhận đối với xe khách Thành Phong, biển kiểm soát 18B01611 theo Sở Giao thông Vận tải tỉnh Nam Định, kết quả trích xuất từ thiết bị giám sát hành trình cho thấy xe khách Thanh Phong biển kiểm sát 18B00369 có lộ trình đi qua các tuyến đường không được cấp phép gồm đường Đỗ Mười, Ngọc Hồi, đoạn bến xe nước ngầm thuộc quận Hoàng Mai, đường Lê Trọng Tấn, Nguyễn Trác, Nguyễn Thanh Bình, khu đất dịch vụ Yên Nghĩa, quận Hà Đông. Xe khách Mỹ Anh biển kiểm sát 18G00060 có lộ trình xe phạm đường Đỗ Mười, Ngọc Hồi, đoạn bến xe nước ngầm, đường 70. Xe khách Thanh Phong, biển kiểm sát 18B01611 đi vào nhiều tuyến đường không được cấp phép, đường Giải Phóng, bến xe Giáp Bát thuộc quận Hoàng Mai, các tuyến đường Lê Trọng Tấn, phố Nguyễn Thanh Bình, đường Vạn Phúc Hà Đông, Quang Trung, đoạn Bưu Điện Hà Đông, quận Hà Đông. Bên cạnh việc vi phạm hành trình như thông tin từ Sở Giao thông Vận tải tỉnh Nam Định, sau ngày xảy ra vụ xô sát, phóng viên ghi nhận xe khách thành phong biển kiểm sát 18B00369 di chuyển qua các tuyến đường Lê Trọng Tấn, Nguyễn Trác, khu đô thị Dương nội Hà Đông Hà Nội để đón trả khách. Xe khách thành phong biển kiểm sát 18B01611 cũng vi phạm khi đi vào đường giải phóng gần với bến xe Giáp Bát và qua các tuyến Lê Trọng Tấn, Nguyễn Thanh Bình, Vạn Phúc, Quang Trung, đoạn qua bưu điện Hà Đông. Đối với xe khách Mỹ-Anh, biển kiểm soát 18G00060, phương tiện này hiện đang bị cơ quan công an tạm giữ để điều tra. Tuy nhiên, theo dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình của Sở Giao thông Vận tải tỉnh Nam Định, xe này cũng đã di chuyển sai lộ trình được cấp phép. Báo Dân Chí đưa tin, vào khoảng 18 giờ 30 phút ngày 24 tháng 10, người đàn ông mặc quần đùi áo thun trắng, đeo khẩu trang, đội nón bảo hiểm, tiếp cận một cửa hàng thời trang trên đường Nguyễn An Ninh, có địa chỉ tại phường Dĩ An, thành phố Dĩ An Bình Dương. Người này nhanh chóng bẻ khóa chiếc xe máy hiệu Future đang dựng trước quán rồi tẩu thoát. Phát hiện trộm, chị NL là nhân viên của cửa hàng và cũng là chủ xe nhanh chóng chạy ra nhưng người này đã chạy xe đi. Hơn 30 phút sau, người đàn ông này tiếp tục với một tiệm hớt tóc trên đường DT 743B ở phường Bình Hòa, thành phố Thuận An rồi bẻ khóa chiếc xe hiệu Vision. Anh HNB 37 tuổi quê ở Long An là chủ xe cho biết anh là khách của tiệm, trong cốp xe còn có một điện thoại iPhone 13 và gần 20 triệu tiền mặt. Sau vụ việc, chị L và anh B đã tới công an phường Dĩ An, thành phố Dĩ An, công an phường Bình Hòa, thành phố Thuận An để trình báo. Công an nhận định đối tượng có đồng bọn đi cùng, khả năng là đã thực hiện nhiều vụ trộm xe trên địa bàn tỉnh. Cập nhật từ báo Dân Chí cho biết, ông Huỳnh Công Khanh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Cửa Dương cho biết, lúc 15 giờ ngày 22 tháng 10, có một bé trai khi đang tắm suối lỡ ở xã Cửa Dương, thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, cùng gia đình thì mất tích, nghi bị nước cuốn trôi. Ông Khanh cho biết, khi tiếp nhận thông tin, địa phương đã cử nhiều lực lượng cứu hộ mặc áo phao, lội suối tìm kiếm cho bé. Tuy nhiên, do ảnh hưởng bởi mưa, nước ở suối dâng cao, chảy xiết, nên đến tối lực lượng chức năng vẫn chưa tìm thấy cháu. Theo người dân địa phương, suối lỡ ở xã Cờ Dương là đoạn hạ nguồn của suối mơ, chưa có đơn vị quản lý khai thác. Suối lỡ có địa hình phức tạp, nhiều phiên đá bằng phẳng, nước chảy thành những thác nước thấp, xếp chồng lên nhau. Chiều cùng ngày, thành phố Phú Quốc mưa to và gây ngập cục bộ, nhiều khu vực bị ngập sâu. Khoảng 22 giờ ngày 24 tháng 10, lửa bất ngờ bùng lên ở tầng trệt của căn nhà trên đường Bùi Hữu Nghĩa ở phường 1, quận Bình Thạnh, thuộc khu vực chợ Bà Triều thời điểm này ngôi nhà đã đóng cửa tắt điện công tác dập lửa tại chỗ không được triển khai kịp thời nên lửa bùng lên nhanh chóng có nguy cơ cháy lan qua một cửa hàng thực phẩm bên cạnh nhiều người dùng bình chữa cháy mini tìm cách dập lửa bên ngoài nhận tin báo cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn công an quận bình thạnh đã huy động xe chữa cháy cùng các cán bộ chiến sĩ tới hiện trường Khoảng 20 phút sau, ngọn lửa được dập tắt hoàn toàn. Người dân tại hiện trường cho biết căn nhà này kinh doanh gà quay, gà nướng, vân vân. Khi xảy ra cháy, những người đang ngủ trên lầu đã kịp thoát ra ngoài. Vụ cháy làm tầng trệt căn nhà bị thiêu rụi, nguyên nhân đang được điều tra làm rõ. Theo ghi nhận từ báo bảo vệ công lý, vào khoảng 17 giờ 25 phút cùng ngày, tuyến Metro nhổn cầu giấy ghi nhận sự cố về điện trên đoạn từ ga Lê Đức Thọ đến ga cầu giấy. Vụ việc khiến cả tuyến tàu phải tạm dừng phục vụ nhiều khách hàng vẫn cố gắng chờ đợi và mong sự cố sớm được khắc phục. Tuy nhiên, do sự cố diễn ra vào giờ cao điểm, số lượng khách hàng đông nên phần lớn trong số họ chuyển sang phương tiện di chuyển khác. Tại nhà ga, ngoài phát loa thông báo, nhân viên Metro cũng giải quyết hoàn vé cho những hành khách vừa mua vé nhưng chưa sử dụng. Theo thông tin cập nhật, đoàn tàu hoạt động trở lại lúc 18 giờ 22 phút. Đây là lần đầu tiên tuyến Metro nhổn ga Hà Nội ghi nhận sự cố từ khi mở cửa khai thác thương mại. Bão số 6 cường độ mạnh, quỹ đạo thay đổi liên tục. Thông tin từ báo Hà Nội Online cho biết, nhận định về diễn biến bão số 6, trường phòng dự báo thời tiết, trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia Nguyễn Văn Hưởng cho biết, chiều ngày 24 tháng 10, bão Trà đã vượt qua kinh tuyến 120 đi vào Biển Đông và trở thành bão số 6. Hồi 16 giờ, vị trí tâm bão ở vào khoảng 17,3 độ vĩ Bắc, 119,9 độ Kinh Đông trên vùng biển phía đông của khu vực Bắc Biển Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9, 75-88 km h giật cấp 11, di chuyển theo hướng Tây với tốc độ 15-20 km h Dự báo trong vòng 48 giờ tới, bão số 6 di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, tốc độ trung bình khoảng 15 km h và có xu hướng mạnh dần lên khi di chuyển tới khu vực phía đông của khu vực Hoàng Sa với cường độ có khả năng đạt mạnh nhất là cấp 12 giật cấp 15. Trong những ngày tới, do chịu tác động cùng lúc của hệ thống không khí lạnh và hoàn lưu bão mới hình thành phía đông Philippines, nên hướng di chuyển của bão sẽ còn có sự thay đổi bất thường, đặc biệt là khi đi qua khu vực Hoàng Sa trên vùng biển ngoài khơi Trung Bộ. Khoảng sau ngày 26 tháng 10, bão số 6 có thể di chuyển chậm lại, giảm cấp và đổi hướng. Khả năng đổ bộ vào đất liền còn chưa rõ ràng, cần phải theo dõi tiếp, ông Nguyễn Văn Hưởng lưu ý. Ngoài ra, do tác động của bão khoảng ngày 25 và ngày 26 tháng 10, thuyền trưởng, chủ các tàu thuyền, ngư dân và chính quyền các địa phương trong vùng dự báo có khả năng ảnh hưởng cần lưu ý đến sự nguy hiểm của gió mạnh sóng lớn trên biển ở khu vực phía Bắc giữa Biển Đông. Từ chiều tối ngày 24 tháng 10 trở đi, vùng biển khu vực Hoàng Sa sẽ có gió mạnh cấp 6, cấp 7, vùng gần tâm bão cấp 8, cấp 9. Sau đó sẽ tăng mạnh theo quá trình tăng cấp của bão. Khu vực phía Nam của Biển Đông chịu tác động của gió mùa Tây Nam mạnh cấp 6, biển động. Theo báo VTC News đưa tin, lực lượng phòng vệ Israel gọi tắt là IDF cho biết, máy bay chiến đấu của nước này oanh tạc một số địa điểm sản xuất và lưu trữ vũ khí của Hezbollah tại Beirut. Các cơ sở của Hezbollah được bố trí trong tòa nhà dân sự ở vùng ngoại ô phía nam Beirut được gọi là Dahiya vừa bị tấn công. Trước khi cuộc không kích diễn ra, IDF cũng ban hành cảnh báo sơ tán đối với người dân sống gần những tòa nhà này. Hôm 21 tháng 10, Israel cũng thực hiện vụ tấn công khác nhằm vào thủ đô Syria và tuyên bố hạ sát chỉ huy tài chính của Hezbollah. Theo Reuters, có ít nhất hai người thiệt mạng và ba người khác bị thương sau cuộc tấn công. Bộ Quốc phòng Syria thông báo sự tử vong của hai người trong cùng một cuộc không kích được cho là do Israel thực hiện nhằm vào một chiếc ô tô ở Damascus. Đài quan sát nhân quyền Syri báo cáo một cuộc không kích nhằm vào người đàn ông, không phải là người Syri, đang lái xe ở khu vực diễn ra lễ tưởng niệm thủ lĩnh Hamas, Yahya Sinwa, người đã bị Israel hạ sát vào tuần trước tại Gaza. Quân đội Israel nhận trách nhiệm, nói rằng cuộc tấn công nhằm tiêu diệt người đứng đầu đơn vị tài chính của Hezbollah. Thông tin tạp chí Việt Times, lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tuyên bố Triều Tiên phải tiếp tục xây dựng kho tên lửa chiến lược trước mối đe dọa từ vũ khí hạt nhân của Mỹ. Căng thẳng giữa Triều Tiên và Hàn Quốc về mặt kỹ thuật vẫn trong tình trạng chiến tranh kể từ năm 1953 đã leo thang hơn nữa trong những tháng gần đây. Đầu tháng 10, Bình Nhưỡng cáo buộc Seoul triển khai máy bay không người lái trên lãnh thổ nước này để thà chuyên đơn. Hàn Quốc, một trong những đồng minh chủ chốt của Mỹ trong khu vực, đã nhiều lần cáo buộc nước láng giềng phía Bắc gửi kinh khí cầu chứa đầy rác qua biên giới. Đầu năm nay, ông Kim đề xuất từ bỏ cam kết lâu dài của Triều Tiên về thống nhất đất nước, coi miền Nam là kẻ thù chính. Hôm 23 tháng 10, thông tấn xã Trung ương Triều Tiên KCNA đưa tin, ông Kim cùng với một số quan chức cấp cao khác đã thị sát các căn cứ tên lửa chiến lược. Nhà lãnh đạo Triều Tiên đã kiểm tra các cơ sở phóng, mô tả tên lửa là nền tảng cho khả năng gian đe của Bình Nhưỡng. Ông cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc nâng cấp hệ thống. Ông Kim tuyên bố được KCNA dẫn lời các phương tiện hạt nhân chiến lược của Mỹ gây ra mối đe dọa ngày càng tăng đối với môi trường an ninh của Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên và khiến Triều Tiên phải tăng cường khả năng gian đề. Nhà lãnh đạo Triều Tiên khẳng định lực lượng tên lửa của Bình Nhưỡng có thể gây ra đòn đáp trả chiến lược vào kẻ thù bất cứ lúc nào hôm thứ bảy tuần trước kcna đưa tin chính quyền bình nhưỡng đã tìm thấy những mảnh vỡ của thứ mà họ mô tả là máy bay không người lái của quân đội hàn quốc trên lãnh thổ của họ bài viết cảnh báo rằng những hành vi vi phạm không phận triều tiên tiếp theo sẽ được coi là một hành động khiêu khích quân sự nghiêm trọng và một lời tuyên chiến cũng như một cuộc tấn công trả đũa ngay lập tức sẽ được tiến hành Đầu tuần trước, cơ quan truyền thông nhà nước xác nhận rằng quân đội Triều Tiên đã cho nổ tung các tuyến đường bộ và đường sắt dài 60 mét nối Triều Tiên với Hàn Quốc. Bài báo dẫn lời đại diện Bộ Quốc phòng ở Bình Nhưỡng nói rằng các biện pháp tiếp theo sẽ được thực hiện để biến đường biên giới phía Nam bị phong tỏa thành pháo đài vĩnh cửu. Seoul không xác nhận cũng không phủ nhận về cáo buộc về máy bay không người lái. Tuy nhiên, họ cảnh báo Triều Tiên rằng nước này sẽ chứng kiến sự kết thúc của chế độ trong trường hợp xảy ra một cuộc tấn công vào miền Nam. Theo báo Dân Trí, các video được ghi lại trong hai ngày, ngày 23 và ngày 24 tháng 10 cho thấy những bước tiến của Nga ở phía đông bắc thành phố Selidove với sự tham gia của các thành viên thuộc Lữ đoàn Súng trường Cơ giới số 114 của Nga trong khu vực. Bản đồ của Viện Nghiên cứu Chiến tranh ISV tại Mỹ cho thấy một số bước tiến được Moscow báo cáo trong khu vực từ cả nguồn tin của Ukraine và Nga, bao gồm việc kiểm soát các thị trấn Izmailivka. Krasnaya và Hrodipka trong tuần này. Blogger quân sự Nga là Chumazos đã đăng video trên Telegram về những binh lính mà kênh này cho biết là từ Trung đoàn Súng trường Cơ giới Red Banner số 433 trên nóc một tòa nhà, một trong số họ đang cầm cờ Nga. Bài đăng cho biết rằng với những hành động quyết đoán, quân đội của chúng tôi đã phá vỡ hàng phòng ngự của lực lượng vũ trang Ukraine ở trung tâm thành phố, đồng thời nói thêm rằng quân đội Nga đang di chuyển về phía Tây. Tuy nhiên, ISVK cho biết rằng việc Moscow tập trung vào về đã gây tổn hại đến chiến dịch tấn công của họ ở hướng Pokrovsk, trung tâm chiến lược mà Nga đặt mục tiêu kiểm soát ở vùng Donbass, miền đông Ukraine. Việc kiểm soát về sẽ mở đường cho một cuộc tiến công của Nga vào trung tâm hậu cần quan trọng Pokrovsk, nằm cách về khoảng 20 km về phía tây bắc hệ thống phòng thủ của đối phương đột nhiên sụp đổ, Yuri Podolyaka, một blogger quân sự thân Nga gốc Ukraine cho biết. Các blogger thân Nga khác cũng đưa ra những nhận định tương tự và nói rằng Nga đang kiểm soát một phần Selidove. Báo Moskovsky Kosom -Moles, cho biết lực lượng Nga đang tiến đến trung tâm Selidove, nơi có dân số hơn 20.000 người trước chiến tranh. Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết, các cuộc tấn công dữ dội nhất của Nga dọc toàn bộ tiền tuyến đang diễn ra ở khu vực Lân cận Sellydovye. Nga đã sử dụng cả máy bay chiến đấu và máy bay ném bom để hỗ trợ cuộc tấn công tại đó. Một dự án lập bản đồ tiền tuyến của Ukraine có tên là DeepSet đã hiển thị trên bản đồ rằng quân đội Nga đang kiểm soát vùng ngoại ô phía đông của Sellydovye, trong khi một phần đáng kể trung tâm của nó được đánh giá là vùng xám đang tranh chấp. ISVK cho biết việc Nga tiến vào xe đồ về cũng như phía Nam và phía Bắc thành phố có thể sớm khiến quân đội Ukraine phải rút khỏi khu vực này để tránh bị mắc kẹt. Nhưng việc giành được khu vực này trong những ngày tới không nhất thiết có nghĩa là Nga sẽ chiếm được Pokrovsk. Báo cáo của ISVK cho biết thêm rằng việc kiểm soát xe đồ về sẽ làm kiệt sức lực lượng Nga, khiến họ suy yếu nếu họ được lệnh chuyển hướng về Pokrovsk. Tuy nhiên, Nga vẫn tiếp tục nỗ lực tiến công ở mặt trận này để đạt được mục tiêu. Trong một bài đăng trên Facebook, quân đội Ukraine thừa nhận tình hình trên chiến trường vẫn còn khó khăn khi đối phương tận dụng lợi thế về nhân lực và trang thiết bị đang tấn công liên tục vào các vị trí của chúng tôi. Nga kiểm soát khoảng 1 phần 5 lãnh thổ Ukraine, bao gồm bán đảo Crimea mà Moscow sắp nhập vào năm 2014. Khoảng 80% vùng Donbass, một khu vực than và thép bao gồm các vùng Donetsk và Lugansk và hơn 70% các vùng Zaporizhia và Kherson. Đồng thời với các cuộc tiến công ở mặt trận Donbass, Nga tiếp tục nỗ lực đẩy lùi lực lượng Ukraine ở tỉnh biên giới Kursk. Ukraine đã mở chiến dịch đột kích vào vùng Kursk của Nga từ đầu tháng 8 với mục tiêu buộc Moscow phải chuyển lực lượng từ Donbass về Kursk để bảo vệ lãnh thổ. Tuy nhiên, mục tiêu này của Kiev dường như không thành công khi Nga vẫn tiếp tục tiến công mạnh ở Donbass trong những tuần qua. Tổng thống Nga Vladimir Putin vào ngày 24 tháng 10 tuyên bố khoảng 2.000 quân nhân của lực lượng vũ trang Ukraine đã bị bao vây ở khu vực Kursk. Ông tuyên bố quân đội Nga đã bắt đầu giai đoạn tích cực loại bỏ nhóm quân này khi họ bị bao vây trên lãnh thổ Nga. Ông Putin lưu ý rằng hoạt động này đang được thực hiện bằng mọi phương tiện và lực lượng cần thiết để vô hiệu hóa mối đe dọa từ lực lượng vũ trang Ukraine. Theo ông, quân đội Nga đang hành động phối hợp và hiệu quả, cho phép họ bao vây và chặn một số lượng lớn quân đội Ukraine ở khu vực mặt trận Kursk. Tổng thống Putin nói rằng Ukraine tổn thất 26.000 quân ở Kursk.